Phương Long và Thúy Vi sẽ đồng hành cùng quý vị khán giả trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày, cập nhật những tin tức nông nghiệp mới nhất trong và ngoài tỉnh. Bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ vừa có văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị cho phép được sử dụng tên địa danh Đạ Tẻ để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận bưởi da xanh Đạ Tẻ. Giá hoa Đà Lạt giảm do nhu cầu thị trường giảm. Mùa lúa chín vàng no ấm về với đồng bào xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Dòng mũ trắng mang đến thu nhập ổn định cho người dân ở buôn nhỏ, ghi nhận trong phần cuối chương trình. Trong những năm qua, huyện Đạ Tẻ đã có nhiều giải pháp để khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong đó, bưởi da xanh, sản phẩm OCOP của địa phương này vẫn đang tìm hướng phát triển mới. Ủy ban Nhân dân huyện đã có văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị cho phép được sử dụng tên địa danh Đạ Tẻ để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận bưởi da xanh Đạ Tẻ tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Điều kiện thổ nhưỡng thời tiết tại huyện Đạ Tẻ phù hợp để phát triển một số loại cây ăn trái như bưởi da xanh, sầu riêng, cam, quýt và mít. Từ đó hình thành các vùng sản xuất tập trung, đầu tư, lắp đặt hệ thống tưới nước, bón phân tự động, sử dụng giống tốt, chăm sóc theo quy trình hữu cơ, việt gáp, đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng nông sản. Hiện cây bưởi da xanh đã được trồng tại huyện Đạ Tẻ có diện tích khoảng 350 ha, năng suất thu hoạch đạt từ 15 đến 20 tấn một hecta một năm, phân bố đều ở các địa phương. Bưởi da xanh trồng tại Đạ Tẻ có hình thái quả tương đối đồng đều, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Do đó, việc sử dụng tên địa danh Đạ Tẻ để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận bưởi da xanh Đạ Tẻ sẽ nhằm khẳng định giá trị, chất lượng và nâng cao hiệu quả kinh tế bưởi da xanh trồng tại huyện Đạ Tẻ, qua đó từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu. Thông tin vui tiếp theo đối với ngành xuất khẩu hoa tươi của tỉnh ta. Trong 7 tháng đầu năm thì hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều biến động. Trong đó đáng chú ý là nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng như chè, hạt điều nhân và rau củ quả các loại đều sụt giảm mạnh về sản lượng cũng như giá trị. Tuy nhiên, mặt hàng hoa tươi xuất khẩu vẫn đang ghi nhận sự tăng trưởng khá về sản lượng cũng như giá trị. Với các thị trường xuất khẩu, chủ lực vẫn là Nhật Bản, UAE, Úc, Indonesia, Trung Quốc, Đan Mạch và Đài Loan. Tín hiệu vui này đã và đang tạo động lực để người dân, doanh nghiệp yên tâm ổn định sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu hoa vào dịp cuối năm. Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 7 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hoa toàn tỉnh ước đạt 5,89 triệu đô la Mỹ, tăng 43,24% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng hoa các loại xuất khẩu chủ yếu vẫn do các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện như Đà Lạt Hatch Farm, Apollo, Việt Nhật, Hoa Trường Xuân. Còn lũy kế trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hoa toàn tỉnh ước đạt giá trị 36,98 triệu đô la, tăng 20,38% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của Sở Công Thương, trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hoa ghi nhận sự tăng trưởng tốt về sản lượng và khá về mặt giá trị. Điều này cho thấy ngành xuất khẩu hoa đã dần thích nghi, giữ vững được thị trường, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng trong bối cảnh hậu dịch COVID-19. Dự báo từ nay đến cuối năm 2022 và thời điểm quý 1 năm 2023, đối với các thị trường xuất khẩu hoa chính của Lâm Đồng như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và các nước Đông Nam Á, dự báo sẽ tiếp tục giữ được đà tăng trưởng. Riêng các thị trường như Úc, châu Âu và châu Mỹ sẽ có bước khởi sắc đáng kể. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu hoa của tỉnh Lâm Đồng mở rộng sản xuất và thị trường xuất khẩu. Còn ghi nhận tại thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận trong tuần vừa qua, giá rau củ quả có xu hướng tăng, nhưng giá hoa tươi bán ra lại ghi nhận giảm. Tuy thời điểm này thị trường hạ nhiệt dẫn tới giá hoa không tăng cao, nhưng dịp 20 tháng 10 sắp tới và thời điểm cuối năm sẽ là cơ hội tốt cho giá hoa phục hồi. Cụ thể, ngoại trừ hoa hồng đỏ và hoa hồng màu 20 đến 22.000 đồng một chục, tăng 2.000 đồng một chục, các loại hoa Đà Lạt còn lại giá đều giảm so với tuần trước do thị trường tiêu thụ giảm. Cụ thể, hoa lê ơn và hoa đồng tiền 30.000 đồng một chục đều giảm 5.000 đồng một chục. Hoa cẩm chướng 35.000 đồng một bó, giảm 1.000 đồng một bó. Hoa cúc chùm 11.000 đồng một bó, giảm 4.000 đồng một bó. Hoa cúc cành 30.000 đồng một chục, giảm 2.000 đồng một chục so với tuần trước. Trong tuần qua, thì giá lúa tại một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng ghi nhận giảm. Thúy Vi có cập nhật gì mới không?
Vâng ạ, theo số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho thấy là tại Tiền Giang, giá lúa ghi nhận giảm 100 đồng một ký ở các loại như là IR50404 còn 6.700 đồng một ký, OC10 còn 6.500 đồng một ký. Một số địa phương khác cũng tương tự. Tại Cần Thơ, giá lúa OM4218 ghi nhận giảm 100 đồng một ký, còn 6.600 đồng một ký. Những loại khác vẫn không đổi so với tuần trước. Giá lúa ST tại Bến Tre cũng giảm 100 đồng một ký, còn 6.900 đồng một ký. Lúa IR50404 giảm 50 đồng một ký, còn 5.650 đồng một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng vẫn duy trì ổn định như OM5451, Đài Thơm 8, ST24, OM4900. Giá lúa tại An Giang cũng giữ ổn định so với tuần trước. Lúa nàng hoa chín đang được thương lái thu mua ở mức 5.600 đến 5.800 đồng một ký, OM18 từ 5.800 đến 6.000 đồng một ký, Đài Thơm 8 từ 5.800 đến 6.000 đồng một ký. Dù giá lúa giảm ở một số địa phương, nhưng những cánh đồng lúa chín vàng như thế này ở Tây Bắc đã mang đến một mùa ấm no, đông đầy niềm vui cho người nông dân. Nằm ở độ cao 1.800 mét so với mặt nước biển, được thiên nhiên khí hậu ưu đãi, xã Ngọc Chiến là một trong những vựa lúa lớn với đặc sản nếp tang độc đáo của huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Nơi đây sở hữu hai cánh đồng ruộng trên 300 hectare, cùng hàng trăm hectare ruộng bao quanh những nếp nhà, uốn lượn bên sườn đồi. Những hạt gạo đầu tiên của mùa vụ năm nay được chị Đèo Thị Tình ở bản Mường Chiến chế biến thành cốm, xôi nếp tang. Sau gần 3 năm dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, năm nay, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, mùa màng bội thu, niềm phấn khởi rộn ràng hiện hữu tại khắp các bản làng, xã Ngọc Chiến. Không chỉ đem đến niềm vui cho bà con khi thóc gạo đầy nhà, cuộc sống ấm no, mùa vang ở Ngọc Chiến còn trở thành điểm hẹn cho du khách phương xa bởi nét đẹp thiên nhiên, truyền thống văn hóa, cùng bàn tay cần cù sáng tạo của người dân vùng cao đang ngày một tô điểm cho bức tranh sắc màu trên núi rừng Tây Bắc. Nếu theo dõi thông tin những ngày qua thì quý vị có thể sẽ biết đến lễ hội sầu riêng huyện Krông Bắc, lần đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk. Sự kiện này góp phần không nhỏ trong việc quảng bá giới thiệu sản phẩm thế mạnh của địa phương. Trong khuôn khổ của lễ hội này, chuỗi các sự kiện gắn với hoạt động giới thiệu quảng bá sản xuất sầu riêng cũng đã góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm này, từ đó đề ra chiến lược để chinh phục các thị trường ngoài nước. Trải nghiệm tham quan vườn sầu riêng và thưởng thức sầu riêng tại vườn là một trong những hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách khi đến với lễ hội sầu riêng tại huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Đây là lần đầu tiên du khách được trực tiếp tham quan trải nghiệm tại vùng trồng sầu riêng trọng điểm của tỉnh với giống sầu riêng Dona nổi tiếng thơm ngon. Huyện Krông Bắc hiện có gần 3.800 hectare sầu riêng, năm 2022 có sản lượng gần 50.000 tấn, dự kiến thu về cho người nông dân khoảng 2.500 tỷ đồng. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng chính ngạch từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đây là cơ hội lớn để mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế đối với sầu riêng của cả nước nói chung và vùng Krông Bắc nói riêng. Thưa quý vị khán giả, những ngày tháng 9 này, bà con người Mạ ở hai thôn Đạ Nha của xã Quốc Oai và Con Ó của xã Mỹ Đức huyện Đà Tẻ đang ngày ngày chăm sóc và cạo mũ cho diện tích cao su của gia đình. Thu nhập mười mấy triệu đồng mỗi tháng đang đổi đời những người nông dân vất vả qua năm. Hợp tác xã cao su Đà Tẻ thành lập năm 2020, thu mua mũ cao su và cung ứng cho nhà máy chế biến tại Bình Phước. Với hợp đồng tiêu thụ lâu dài, ký kết với nhà máy bao tiêu sản phẩm mũ cao su với giá cả ổn định, hai buôn nhỏ nơi vùng xa Đà Tẻ đã vơi bớt vất vả nhờ dòng mũ trắng. 62 nông hộ trong buôn Con Ó đang trong những ngày mãi miết cạo mũ chăm sóc diện tích cao su của mình. Cùng với bà con buôn Con Ó là 120 bà con thôn Đạ Nha, xã Quốc Oai. Hiện giá mũ cao su đang được thu mua trung bình khoảng 10.000 đồng một ký mũ. Giá mũ ổn định khiến bà con hai thôn này có thu nhập từ 300 đến 800.000 đồng một lần cạo. Với chu kỳ cạo cách ngày như thời điểm này, một tháng bà con cho thu từ 10 đến 15 triệu đồng là chuyện trong tầm tay. Nhà nước quan tâm là nhà nước đầu tư á, đó là cái đất này trước kia là dân kinh cả dân tộc các cái dân tư xứ là người ta phát đi, tức là xong đó là nhà nước thu lại xong rồi là nhà nước là chia cho bà con, tức là bảo bà con là nhà nước trồng cây cao su này, bảo bà con trồng cây cao su á. Xong lúc đó là làm cái này là cũng huy động là cái hộ là chăm sóc từ cái phát này rồi chăm cỏ rồi trồng này, rồi là làm cỏ này. Hiện nay thì từ cái phát triển cái cây cao su theo chủ trương là phát triển cây cao su tập trung
để mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con vùng đồng bào dân tộc. Thì hiện nay là trên địa bàn huyện Đạ Tẻ nói chung và đối với xã Mỹ Đức nói riêng là rất hiệu quả. Từ cái thu nhập của từ cái cây cao su thì đến nay đã góp phần là nâng cao cái hiệu quả là phát triển về kinh tế, đặc biệt là đời sống của bà con dân tộc. Hiện nay là từ cái thu nhập hàng ngày bà con đều có thu nhập thì hạn chế được cái việc mà vào rừng rồi đào măng rồi có thể là phát rừng, là lấn chiếm đất rừng để làm rẫy. Gần 200 nông hộ của hai buôn Con Ó và Đạ Nha đang phấn khởi vui mừng với cao su, thu nhập hàng ngày ổn định. Đây là kết quả của một dự án từ gần 10 năm trước. Năm 2012, nhận thấy bà con hai buôn quá khó khăn, thu nhập chủ yếu đi rừng lấy măng làm củi. Đạ Tẻ phát động chương trình trồng, chăm sóc cây cao su tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tại hai buôn. Nhà nước cung cấp giống, phân bón, hướng dẫn bà con cách chăm sóc hàng năm. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt, hướng dẫn bà con từ vung gốc, làm cỏ, bón phân. Và khi cây đã cho thu hoạch là kỹ thuật cạo mũ, chăm sóc cây để có độ mũ cao. Trước mắt thì cái đề án trồng cây cao su tập trung của huyện thì đang tiếp tục đầu tư hỗ trợ cho bà con. Tức là bây giờ bà con đã biết là cách chăm sóc, rồi tiếp tục là trung tâm nông nghiệp sẽ hướng dẫn thêm khoa học kỹ thuật. Bây giờ là đã bước qua năm thu hoạch năm thứ ba rồi, thứ hai, thứ ba rồi. Sắp tới đây là người ta sẽ có được cái kỹ thuật người ta tự sản xuất. Sắp tới đây là bà con sẽ không sẽ tự chủ trong cái vấn đề phát triển khai thác cào mũ và sản xuất, mà khả năng là sắp tới đây là nhà nước sẽ giảm cái phần là đầu tư cho người ta. Hiện tại, Hợp tác xã Cao su Đạ Tẻ đang thu mua với sản lượng là 40 tấn mũ cao su một ngày, với giá khoảng 10.000 đồng một ký. Điểm thu mua thường đặt trực tiếp tại trung tâm, các khu vực trồng cao su lớn, tiện cho nông dân mang tới mỗi ngày, không phải đi xa. Hiện tại bây giờ nếu như bà con đồng bào thiểu số ở trên buôn ó, thì một hộ mà thấp nhất, bình quân người ta khai thác thấp nhất là 400.000 trên một người. Còn cái hộ mà cao nhất là rơi vào 900.000 trên một ngày là cao nhất. Tính ra cái năm vừa rồi là cái năm thứ hai để cao su Con Ó là khai thác á, thì tổng tất tần tật của cái năm đó của bà con cái làng đó là rơi vào tầm 3 tỷ tiền mũ. Hợp tác xã Cao su Đạ Tẻ đã đồng hành với bà con Châu Mạ, Cờ Ho trồng cao su của huyện. Với các buôn trồng cao su, hợp tác xã sẵn sàng hỗ trợ bà con chi phí, đặt điểm thu mua cũng như là hỗ trợ kỹ thuật, khiến bà con yên tâm gắn bó với cây cao su với những dòng mũ trắng quý giá trên đất cao nguyên. Một đồng hành cùng nhà nông vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin liên quan đến các mô hình nông nghiệp hiệu quả, hãy gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglt.vv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Quý vị và Sơn Long xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chương trình sau.